Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bổ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bổ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ năm tuần 31 thường niên. Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Sứ điệp: dù ngôn tìm chiên lạc và tìm đồng bạc bị đánh mất nói lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với mọi tội nhân. Qua đó, Chúa mời gọi ta trở về với Chúa để nhận ơn tha thứ và để ta cũng biết tha thứ cho anh em. Tự vấn 1. Thái độ sống của người Kitô hữu phải luôn là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Tâm tình tạ ơn phải được diễn tả trong đời sống hàng ngày qua thái độ yêu thương và phục vụ. Tôi có ý thức mình là người tội lỗi, đã được Chúa yêu thương và tha thứ nhiều, để từ đó luôn biết tạ ơn Chúa trong đời sống hàng ngày không? 2. Ai cũng có những sai lỗi, lầm lạc trong cuộc sống. Chúa luôn vui mừng mỗi khi con người chân thành hối cải trở về với Chúa. Tôi có vui mừng, hân hoan khi thấy người khác sống tốt và lành thánh không, hay tôi ganh ghét, đố kỵ và xét đoán? Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, qua dụ ngôn tìm chiên lạc và tìm đồng bạc bị đánh mất, con cảm thấy lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân thật bao la vô ngần. Cái nhìn yêu thương cảm thông của Chúa thật khác xa với cái nhìn hằn học, ghen tị của những người biệt phái và luật sĩ. Lạy Chúa, Chúa không bao giờ bỏ rơi con, cho dù con là một kẻ đốn mạt tội lỗi. Người chăn chiên quên đi 99 con chiên đang ở với mình để đi tìm một con chiên lạc. Hình ảnh ấy diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với tội nhân thật lạ thường biết bao. Chúa vẫn luôn nghĩ đến con, cho dù trong trái tim con không hề có hình ảnh Chúa. Chúa vẫn yêu thương con, cho dù bao lần con đã xúc phạm đến Chúa. Và Chúa sẵn sàng ra đi tìm kiếm con, cho dù con luôn tìm cách trốn chạy, muốn xa lìa Chúa.
lạy Chúa. Xin cho con luôn biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, để con quyết tâm trở về với Chúa. Xin cho con xác tín rằng Chúa sẽ vui mừng biết bao khi thấy con thật lòng ăn năn thống hối tội lỗi. Vì chính tình yêu thương tha thứ của Chúa sẽ mang đến cho con niềm hạnh phúc bình an. Và xin Chúa ban cho con trái tim nhân ái của Chúa, để con cũng biết yêu thương tha thứ cho những anh em lầm lỡ và giúp đỡ họ trở về với Chúa. Amen.